một cái tính cách rất là tuyệt vời mà mình luôn gửi đến các bạn trong các cái chương trình, và đặc biệt ở trong chương trình này là cái rào cản ở phía bên trong của bạn, đó là cái tính mà không kiên trì đeo đuổi đến cùng hay bỏ cuộc giữa chừng. Mình nhớ nhất là cái câu của ông bà ta hay nói là mất keo này ta bày keo khác. Cái câu này nó hay vô cùng các bạn. Vì sao như vậy? Ông bà ta đã đúc kết kinh nghiệm rồi, làm một lần được thì làm lần hai, làm lần hai được thì làm lần ba, và làm cho tới khi bằng được, không có bỏ cuộc. Đó là cái sự cái tính kiên trì. Hoặc là một có một cái câu nói khác cũng rất là hay của ông bà ta cũng để lại luôn: đường đi khó không khó vì gian sông cách núi, chỉ khó vì lòng người ngại núi e sông. Các bạn thấy chưa? Tức là núi sông gian khổ là chuyện nhỏ, chỉ có gì do người, con người của chúng ta thôi. Cái trở ngại trong con người chúng ta nó nhiều quá, chúng ta sợ sẽ, chúng ta lo lắng, chúng ta lo âu, chúng ta mới gặp một chút chúng ta đã bỏ cuộc rồi, chúng ta không có kiên trì đi đến cùng. Ra khởi nghiệp y chang vậy, chúng ta không có đủ kiên trì thì chúng ta không có vượt qua giai đoạn khởi nghiệp. Mình hay nói trong các cái chương trình của mình và cái kinh nghiệm của mình, giai đoạn khởi nghiệp nó mất ít nhất khoảng 2 năm hoặc là 3 đến 4 năm mới vượt qua được cái giai đoạn khởi nghiệp. Là như thế nào là giai đoạn khởi nghiệp? Là giai đoạn đầu tiên là các bạn phải dấn thân để các bạn hiểu ra được những cái lĩnh vực của nó trong khởi nghiệp, trong kinh doanh nó là cái gì. Xong đó các bạn phải đưa ra được sản phẩm, hình thành được một cái đội ngũ nhỏ nhỏ, và doanh nghiệp chúng ta phải tạo ra được tiền, dòng tiền dương. Cái giai đoạn đó nó mất 2 năm, có những doanh nghiệp mất 3 đến 4 năm thì nó mới tạo ra được cái kết quả đó. Có những bạn ngày đầu tiên các bạn biết mất hết 3 tháng, 6 tháng để đi tìm ra được cái sản phẩm thôi. Rồi tìm ra được cái sản phẩm rồi, bạn mất rất là nhiều thời gian để tìm ra được cái sản phẩm để kinh doanh thôi. Rồi tìm ra được cái sản phẩm rồi gì nữa, bắt đầu đi ra bán thì nó lại không phù hợp, không đạt chất lượng, lại về bỏ lại đi tìm sản phẩm khác. Nó như vậy đó, và nó mất hết cả 2 năm cho cái việc đi tìm sản phẩm thôi các bạn. Thì nếu không ai kiên trì, bỏ cuộc mất tiêu rồi. Hoặc là trong bán hàng, mình gặp khách hàng thứ nhất, họ từ chối. Mình gặp khách hàng thứ hai, họ nói họ không mua. Khách hàng thứ ba, họ nói họ không có tiền. Khách hàng thứ nhất, họ nói họ không có quan tâm đâu. Khách hàng thứ năm, họ nói không, vợ họ không có quan tâm, không có cho họ mua cái này. Các bạn hình dung ra cái này chưa? Và nếu mà người mà họ không đủ kiên nhẫn, không đủ kiên trì á, tới khách hàng thứ năm mà họ bỏ cuộc rồi. Họ nói là sản phẩm này cả thị trường này không ai mua, có 5 người không mua mà họ kết luận cả thị trường này không ai mua đâu. Tuy nhiên khi các bạn đi khách hàng thứ 6 họ cũng từ chối, khách hàng thứ 7 họ cũng từ chối, khách hàng thứ 8 họ cũng từ chối, khách hàng thứ 9 họ cũng từ chối, khách hàng thứ 10 họ cũng từ chối, khách hàng thứ 11 họ cũng từ chối, khách hàng thứ 12 họ cũng từ chối. Và bắt đầu bạn mới phải ra nó có một cái gì đó nó rất là thú vị. Tất cả những người khách hàng này họ từ chối có những lý do nó ná ná như nhau. Người thì họ nói rằng là họ không có tiền đâu, người họ nói họ không quan tâm đâu, họ nói có người họ kêu để họ suy nghĩ thêm đã, có người họ nói để họ vào họ ý vợ bạn. Các bạn hình dung ra điều nào mà các bạn mà gặp nhiều người cái lời từ chối nó ná ná như nhau các bạn ơi, nó ná ná như nhau. Các bạn gặp mấy người không bao giờ các bạn phát hiện ra cái chi tiết này đó, mà gặp nhiều người nó ná ná nhau vậy thì bắt đầu bạn mới thử. Nhưng mà cái người mà họ không quan tâm đâu, thì bắt đầu bạn mới thử một cái cách xử lý từ chối. Vậy thì làm sao để bạn quan tâm cái sản phẩm này nha, có cái cách nào đó để mình bán hàng được cho bạn không? Các bạn chỉ cần có những câu hỏi thì các bạn nói để tôi quan tâm là ông phải như vậy nè, ông phải như kia nè, ông phải nào. Các bạn thấy các bạn họ chỉ cho chúng ta cái cách, và tất cả những người kiên trì họ đều học ra được cái bí quyết bán hàng, và tất cả những người mà bỏ cuộc thì không bao giờ. Những người bỏ cuộc cứ nói là kinh doanh nó khó, kinh doanh nó cạnh tranh lắm, họ không bao giờ họ mò ra được những cái bí quyết, họ không bao giờ họ học ra được những cái bí quyết đó. Cái tính kiên trì nó hay lắm, cái tính kiên trì chúng ta làm liên tục á, nó xảy ra cái tính lặp lại, và chúng ta biết cái cách để chúng ta xử lý nó. Mình có một cái công thức trong bán hàng, nó là nhờ vậy, và mình đã đúc kết trong 20 năm rồi, bởi vì cái tính kiên trì nó ra thôi. Hồi kia mình cứ mặc định rằng là mình cứ đi gặp khách hàng mình cứ liên tục mình đi gặp vậy thì
cứ 10 người thì mình mới đúc kết ra được là 10 người là có 2 người mua nước mắm của mình. Và trung bình 2 người mua đó là họ mua được 2 lít. À, và cái thời đó chứ không phải bây giờ. Cái thời đó là 2 lít đó là tương đương với 50.000 đồng bây giờ. Bây giờ chỉ như nước mắm bây giờ nó mắc này. 50.000 đồng bây giờ. À, thì cứ 10 người á là có 2 người mua, cứ trung bình vậy á là mình được 50.000. Vậy thì bây giờ mình tính ra một cái công thức rất là đơn giản nó như vậy này. Vậy thì cứ 10 người là mình được 50.000. Điều đó đồng nghĩa là gì ạ? Vậy là cứ một người là trả cho mình 5.000. Các bạn hiểu được cái tính của mình không ạ? À, vậy là mình tập trung vào đó mình cứ gặp cái ông khách hàng thứ nhất, ổng từ chối hay ổng mua không quan trọng, ổng vẫn trả cho mình 5.000. Bạn hiểu ý của mình không ạ? Tại vì cứ 10 người làm mình sẽ có được 50.000. Vậy thì mình cứ tập trung mình đi gặp thôi. Cái ông thứ nhất mình cứ thuyết phục cho ổng mua không mua mình cũng vui, bởi vì ổng đã cho ổng đóng góp cho mình 5.000 rồi. Mình đi gặp cái ông thứ hai, mình đi gặp cái ông thứ ba, thứ tư, và mình gặp cứ 10 người thì mình có được 2 người mua và mình được 50.000. Các bạn hiểu không? Nên mình cũng chả quan tâm tới ổng từ chối hay ổng mua. Ổng từ chối mua gì mình cũng vui, bởi vì cứ 10 người là mình có được 50.000. Nên mình chả quan tâm tới lời từ chối. Lý do bạn kiên trì là bạn bởi vì bạn không tập trung vào cái yếu tố tích cực mà bạn tập trung vào yếu tố tiêu cực nhiều quá. Bạn đi bán hàng thì bạn lại nghe cái khách hàng từ chối bạn nản. Bạn ra khởi nghiệp á thì bạn không nhìn lên một cái kế hoạch ra một cái kết quả rất là tốt, mà bạn lại như thế nào ạ? Bạn lại nghe người ta nói khởi nghiệp khó lắm mày ơi, khởi nghiệp nó gian nan lắm mày ơi, coi chừng thất bại. Các bạn cứ tập trung cái đầu vào những cái việc mà nó không có tích cực. À, một trong những cái cách là tập trung vào những cái điều tích cực thì chúng ta cái tính kiên trì chúng ta nó rất là tốt. Và cái tính kiên trì nó giúp cho chúng ta gì ạ? Nó giúp cho chúng ta vượt qua những cái áp lực. Thực sự kiên trì ở đó là chúng ta thắng bản thân của chúng ta, vượt qua những cái áp lực. Và chúng ta càng kiên trì thì cái sự tập trung nó càng cao, và nó trở chúng ta sẽ trở thành những con người rất là giỏi. À, chuyện gì xảy ra mình hay gặp trong cuộc sống nó như vậy nè. Chuyện gì xảy ra khi lúc đầu gặp bạn, em đi kinh doanh cái gì? Dạ em đang kinh doanh áo thun. 3 tháng sau gặp lại bạn, lúc này em kinh doanh áo thun tới đâu rồi? Dạ em thấy áo thun kinh doanh nó khó quá, em đang kinh doanh mặt ong rồi. 6 tháng sau gặp lại, bây giờ em kinh doanh mặt ong nó tới đâu rồi? Dạ em cũng không kinh doanh mặt ong nữa, em chuyển sang em đi bán hoa lan rồi. Các bạn hiểu chưa? 9 tháng sau có dịp gặp lại, lúc này em kinh doanh gì? Vậy em đang đi bán giường sáp. Các bạn thấy chưa? Càng nói nghe thì cuối cùng là không biết nó kinh doanh cái gì luôn. Nhưng mà chuyện gì xảy ra một cái câu chuyện khác. Có dịp gặp các bạn hỏi, lúc này em kinh doanh gì? Vậy em đi bán giường sáp. Giường sáp sao? Vậy giường sáp là cái dừa nó rất là ruột, nó rất là đặc, toàn là cơm dừa của anh, gọi là dừa sáp rất là tuyệt vời. Nhưng mà rồi mình cũng hỏi thăm nên mình không có mua đâu. 3 tháng sau cái dịp gặp lại, lúc này em kinh doanh đi. Vậy em vẫn đi kinh doanh dừa sáp anh. Ok, dạ tốt không? Dạ tốt lắm. 6 tháng sau cái dịp gặp lại, lúc này em kinh doanh gì? Dạ em vẫn kinh doanh dừa sáp chứ cái gì anh. Ok, em đã nói anh rồi mà. Dạ làm tốt không? Dạ anh càng ngày nó càng phát triển anh. Cái dịp 9 tháng sau gặp lại, lúc này em kinh doanh gì? Dạ em vẫn kinh doanh dừa sáp. Lúc này sao rồi? Trời ơi, khách hàng em càng ngày ở Sài Gòn nó rất là càng nhiều. Vậy hả? Lúc này bắt đầu mình tò mò. Ủa, vậy dừa sáp của em làm sao mà kinh doanh vậy? Trời ơi, nhiều người dùng lắm, tại anh chưa dùng thôi. Các bạn lúc đó bắt đầu mình hơi bị hút rồi đó. Nhưng mà cộn chưa đâu, chưa mua đâu. Một năm sau cái dịp gặp lại, lúc này em vẫn kinh doanh dừa sáp. Dạ anh, dừa sáp của em bây giờ không những em đi bán trái dừa mà em còn biến dừa sáp ra thành sinh tố, dừa sáp dâu rồi này, nó rất là nhiều. Ồ, sao thú vị. Chỉ hồi nào em lấy cho anh một trái đó, anh thử đó. Các bạn thấy, tức là cái sự người ta kiên trì, người ta làm nhất quán, các bạn hình dung là khách hàng không cưỡng được luôn. Khách hàng không cưỡng được. Và tất cả những người thành công họ đều làm một cái vô cùng nhất quán, và họ kiên trì, họ làm cho bằng được đến rồi. Và trong thời đại này, các bạn lên khi ra kinh doanh, các bạn nghe cái từ cạnh tranh, đúng không? Làm gì để chúng ta giải quyết cái từ cạnh tranh, nó không còn cách gì khác là bạn phải kiên trì đến nơi.
cạnh tranh là gì? Một cuộc đua có rất là nhiều người chạy. Mà hình dung cho các bạn nó như vậy để các bạn. Cạnh tranh là gì? Là một cuộc đua nhiều người chạy. Và cái người nào cứ từng bước chạy 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 cho tới nơi cuối con đường, thằng khác không theo nữa, rớt bài hết. Đó là cái cách để chúng ta chiến thắng cạnh tranh, là chúng ta phải kiên trì hơn tất cả những người khác. Mình hay nói câu này, có rất là nhiều người họ học giỏi, ok nhường cho họ học giỏi đi. Có rất là nhiều người thông minh, nhường cho họ thông minh đi. Có rất là nhiều người có nhiều tiền, nhường cho họ nhiều tiền đi. Có rất là nhiều người họ có rất là nhiều mối quan hệ, nhường cho họ có mối quan hệ nhiều luôn. Tuy nhiên có một cái mà bạn không bao giờ nhường, đó là bạn phải kiên trì hơn họ. Bạn không giỏi bằng họ nhưng mà bạn kiên trì hơn họ. Bạn không có tiền nhiều hơn họ nhưng mà bạn kiên trì hơn họ. Bạn không có mối quan hệ nhiều bằng họ nhưng mà bạn kiên trì hơn họ. Và cái tính kiên trì là cái mấu chốt để chúng ta chiến thắng tất cả. Cuộc đua về đích cuối cùng của thằng kiên trì là cái thằng sẽ được tất cả. Câu chuyện rùa và thỏ là các bạn thấy đó. Ai cũng hiểu câu chuyện rùa và thỏ hết. Con rùa nó cứ từng bước, phải không? Cứ từ từ bước, nó cũng không có cần nhanh đâu, nó cứ từng bước, cứ từ bước, nó cứ kiên trì và nó biết mục tiêu nó muốn cái gì, nó cứ từ đến và cuối cùng rùa thắng thỏ. Cái đó là cái bài học mà kinh điển mà tất cả chúng ta đều nói. Tính kiên trì là cái tính mấu chốt để các bạn thắng tất cả. Bạn không giỏi, đừng sợ. Không thông minh cũng không có gì phải lo, tiền không nhiều, chuyện nhỏ, không có mối quan hệ, không có gì phải lo lắng hết. Một cái mà chúng ta phải sở hữu đó là tính kiên trì. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.